Chiếc máy ảnh này vẫn còn nguyên hộp của nhà sản xuất là hàng xách tay Nhật Bản, và cái chiếc máy ảnh này vẫn còn full box và trùng series. Hello, xin chào anh em. Hiện tại trên tay của mình đang là một chiếc máy ảnh Canon M3 kèm với ống kit là 15-45, đều là một chiếc máy ảnh đã qua sử dụng. Thì nếu các bạn nào đang theo dõi cái kênh YouTube của mình sẽ có thể thấy được rằng là trong khoảng một tháng trở lại đây thì mình đã làm khoảng độ 3 cái video về cái chiếc máy ảnh Canon M3 này. Như mình đã nói ở trên thì tất cả những cái máy ảnh cũ nào mà về bên mình thì bên mình sẽ đều làm video để giới thiệu cho các bạn. Tại vì là đây là máy ảnh cũ mà, với cả là nhiều bạn ở xa ấy, không thể qua xem được trực tiếp. Vì vậy mà thông qua video này mình sẽ nói cho các bạn là phụ kiện của cái chiếc máy ảnh mà mình đang giới thiệu, cũng như là cái ngoại hình của nó. Qua đấy thì các bạn nào mà có ý định mua những cái chiếc Canon M3 của bên mình, hoặc là ủng hộ bất kỳ một cái chiếc máy ảnh nào của bên mình, sẽ có một cái nhìn khách quan nhất về cái chất lượng sản phẩm nhé. Thì cái chiếc máy ảnh Canon M3 ngày hôm nay mà mình chia tay cho các bạn ấy, thì mình đánh giá cái ngoại hình nó sẽ rơi vào tầm 98%. Các góc của nó cũng không hề có vết cấn móp nào, và mặt dưới của nó vẫn còn nguyên sần, và cái chiếc máy ảnh này vẫn còn nguyên tem của một cái cửa hàng nào đó. Như vậy các bạn có thể thấy được là cái chiếc máy ảnh này vẫn chưa qua sửa chữa. Ống kính kèm theo của cái chiếc máy ảnh Canon M3 ngày hôm nay ấy, nó là một cái ống kính 15-45, đây là một cái ống kit của Canon, và ống kính này hoàn toàn có thể tháo rời ra được để sau này các bạn nâng cấp ống kính cũng khá là dễ dàng. Ống kính này thì mình soi qua cũng không có bụi mốc hay sễ tre gì cả. Nếu các bạn nào mới chơi ấy, các bạn để ý này, ở trên ống kính có một cái chấm trắng ở đây, và cái trên cái ngàm của cái máy ảnh ấy cũng có một cái chấm trắng. Chúng ta sẽ đặt thẳng hàng cái chấm trắng này và xoay theo chiều kim đồng hồ là chúng ta có thể lắp được cái ống kính này lên trên cái body. Để sử dụng cái lens 15-45 thì các bạn để ý này, ở đây nó có một cái cần gạt, chúng ta sẽ phải gạt nó lên này, và chúng ta xoay xuôi chiều kim đồng hồ để cái lens này nó thò ra như này. Còn nếu mà chúng ta mà không tháo ra mà khi chúng ta bấm máy thì máy nó sẽ báo là như kiểu là lens này đang bị khóa, cần phải mở lens lên để chúng ta có thể chụp được bình thường. Đây ví dụ như các bạn dùng này, các bạn để ý này, theo thao tác tay này, cái này xoay xuôi chiều kim đồng hồ này. Đấy, thì là chúng ta có thể chụp bình thường được ngay. Các bạn nào mới chơi hoặc là không biết gì thì thông qua video này các bạn cũng có thể dễ dàng sử dụng được cái chiếc máy ảnh Canon M3 này luôn các bạn nhé. Về phần cứng của cái chiếc máy ảnh Canon M3 thì Canon M3 là một cái máy ảnh mirrorless của Canon, và cái chiếc máy ảnh này sử dụng một cái cảm biến là APS-C, độ phân giải là 24 megapixel. Canon M3 thì cũng có thể quay phim Full HD ở tốc độ là 30:1 giây. Và chiếc máy ảnh này cũng có cổng mic các bạn nhé, sẽ giúp cho các bạn có thể chụp và quay ở trong điều kiện ngoài trời. Nếu các bạn quay ở trong điều kiện ngoài trời mà cần âm thanh chất lượng tốt ấy, thì cái cổng mic 3.5 này khá là hữu hiệu. Khi mà chúng ta sử dụng thêm một cái mic ngoài nữa thì chất lượng âm thanh sẽ cải thiện hơn rất là nhiều so với cái chất lượng âm thanh khi mà chúng ta thu âm trực tiếp trên máy. Chiếc máy ảnh này cũng có một cái màn hình lật xoay như thế này. Màn hình này không biết là 3 inch hay 3.7 inch ấy. Với một cái màn hình cảm ứng chạm chụp như thế này ấy, thì sẽ giúp cho các bạn có thể là chụp ảnh tự sướng, cũng như là chúng ta quay phim, livestream, làm vlog cũng khá là tiện lợi. Màn hình này thì chủ cũ cũng dán rồi các bạn nhé, các bạn có thể nhìn thấy này. Nếu mà chúng ta bóc cái miếng dán này ra thì cái màn hình này đẹp như mới luôn các bạn nhé. Cái chiếc Canon M3 này mình đã so sánh với cái chiếc máy ảnh Canon M10 ấy, thì các bạn có thể xem lại những cái video đấy mình đã so sánh. Thì đối với cá nhân mình thì M3 vẫn là một cái chiếc máy ảnh đứng ở trên phân khúc của cái chiếc máy ảnh Canon M10. Khi mà nó xét tất cả các thông số kỹ thuật ra ngoài như này sẽ giúp cho các bạn có thể can thiệp rất sâu vào trong cái thông số kỹ thuật của máy ảnh. Và đặc biệt đối với các bạn nào mới chơi thì có thể làm quen cái chiếc máy ảnh này khi mà các nút và các chế độ chỉnh tay nó được set sẵn ra ngoài này. Sau này nếu mà ví dụ có kinh tế chúng ta có thể nâng cấp lens, hoặc là chúng ta có thể nâng cấp cái máy ảnh. Đối với Canon M3 khi mà so sánh với M10 thì nó có một cái báng cầm da khá lớn và khá chắc tay, sẽ giúp cho các bạn cầm nắm sẽ tiện hơn. Và rõ ràng cái cảm biến 24 megapixel của Canon M3 sẽ là hơn khá là nhiều so với cái cảm biến 18 megapixel của M10 rồi, đúng không ạ? Và cái chiếc máy ảnh này cũng có cả wifi và NFC, sẽ giúp cho các bạn có thể chụp xong chúng ta post lên trên Facebook hoặc là post lên trên YouTube khá là tiện lợi và nhanh chóng. Đối với các bạn nào mà thích chụp chân dung ấy thì cái chiếc Canon M3 này chúng ta chỉ cần mua thêm một cái ngàm chuyển, nó rơi vào tầm khoảng 500-600 nghìn, và chúng ta mua thêm cái ống kính là 50 STM là chúng ta có thể chụp chân dung xóa không khá là hạng rượu rồi. Còn khi mà chúng ta sử dụng với cái ống kit 15-45 thì đây là một cái ống kit đa dụng của Canon. Nếu mà chúng ta chụp chân dung với cái ống này thì nó vẫn có thể chụp được, nhưng mà cái hiệu ứng xóa phông của cái ống kit đi theo máy ấy, nó không thể nào tốt được bằng những cái ống kính chuyên chụp chân dung được. Nhưng đối với cá nhân mình thì với một cái bộ là Canon M3 kèm với cái ống kit 15-45 sẽ giúp cho các bạn có thể tạo ra được những cái bức ảnh có chất lượng tốt hơn rất nhiều so với điện thoại, và sẽ giúp cho các bạn lưu giữ được những khoảnh khắc. Đặc biệt là với một cái ngoại hình nhỏ gọn như của cái chiếc máy ảnh Canon M3
nó sẽ rất thích hợp đối với các bạn nào mà ưa du lịch, cũng như là các bạn nào mà đang cần một cái chiếc máy ảnh nhỏ gọn để chụp gia đình, chụp con cái, chụp đời thường. Và cái mức giá của nó cũng khá là phải chăng, nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 6 triệu một chút thôi. Các bạn đã có một cái chiếc máy ảnh có thể là quay phim Full HD, màn hình LED xoay và có cả cổng mic, cũng như là nó đầy đủ wifi, các chế độ và có thể là thay đổi được ống kính nữa. Và phụ kiện của cái chiếc máy ảnh Canon M3 ngày hôm nay ấy, thì nó sẽ bao gồm là máy pin sạc thẻ, dây đeo và túi đựng. Và bên mình sẽ bảo hành cho các bạn là cái chiếc máy ảnh này là 3 tháng. Trong vòng 3 tháng nếu mà sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất thì bên mình sẽ hỗ trợ khắc phục 100% chi phí cho các bạn. Do vậy mà các bạn nào đang ở xa có ý định mua những cái chiếc máy ảnh cũ của bên mình thì các bạn có thể yên tâm về cái chất lượng và chế độ bảo hành của bên mình các bạn nhé. Thì mọi chi tiết về cái sản phẩm các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi trên video, hoặc chúng ta có thể truy cập vào trang web là dmac98.com và cái mục là máy ảnh cũ. Bên mình sẽ cung cấp một số những máy ảnh cũ khác trong trường hợp là cái chiếc máy ảnh Canon M3 này đã bán rồi các bạn nhé. Hãy đăng ký cái kênh YouTube của mình để thường xuyên xem là những video mới nhất khi mình trên tay những chiếc máy ảnh cũ khác nhé. Ok, xin cảm ơn các bạn.